Hello, xin kính chào toàn thể anh em. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày mới em xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Mọi người hôm nay em lại tiếp tục có về thêm được một ít than này. Hôm nay em lại có về thêm được một ổ than. Than này là phun lông cũng khá khá này. À, hôm nay em có về được một em than chuyền nha, than chuyền đầu mùa Đắk Nông luôn mọi người ơi. Đây. Em than chuyền đã trổ lông báo rồi. Đấy, con này nhá. Chút nữa em bắt ra cho mọi người cùng xem. Đó, con này nhá. Than chuyền đầu mùa luôn, nay có than chuyền rồi, một em than chuyền duy nhất, than chuyền trống nha, con này là con trống này, đấy, rất to nhá, và đây là một em than than chuyền, đây là một em than già nhá, than bổi đấy, than bổi, kêu kêu, hình như nó thấy con này nó kêu hay sao, đây mọi người, chim rất to đẹp nhá, con này, than này, đấy, một em than bổi, to dài nhá mọi người, đó. Còn đây là những cái con than mà ổ này là 5 con thì đã bán rồi nhá mọi người nhá. Ổ này 5 con thì bán rồi. 5 con đây này. Đấy. Còn những cái ổ 2 con này, ổ 3 con này thì chưa hôm nay em đang bán nhá mọi người. Ổ này 2 con này, ổ này 3 con và ổ này 3 con này. Còn đây là đất này, cái đất hôm nay em lại có về thêm này. 3 con đất này. Toàn là chim trống hết nhá mọi người nhá. Đất này là trống hết rồi, cánh trắng này. 3 con này là cũng đất non này. Đất còn non nhá. Để em nuôi vài bữa nữa lớn lớn thì em bán nhé mọi người. Chứ còn non này gửi đi chắc chưa được mọi người. Đây. Nó vẫn chưa đứng được cầu mọi người. Đây. Cánh nó trắng hết rồi đây mọi người nhé. Đó. Cứ những con nào cánh trắng là con ấy trống nhé mọi người. Đó đây mọi người. Đó đây. Cánh trắng hết này. Đó ra. Ủa, 3 con. Đó. Cánh trắng hết nhé mọi người nhé. Đó. Cánh trắng này là trống nhé. Đó. Bên này hết 3 con đất này. Đó. Còn đây là ổ 5 con này thì em đã bán về Long Khánh Đồng Nai rồi. Mai em gửi đi cho khách nhé. Hôm nay em lên cho mọi người tiếp ổ 2 con, ổ 3 con, ổ 3 con. Và con than bổi. Đấy, xòe chít chòe kìa. Đấy, đuôi giật giật đánh chầm giật xòe xòe kìa mọi người. Đó. À, trước tiên hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai em lửa. Em còn hai em lửa. Em quay cho mọi người cùng xem nhé. Đây, em có hai em lửa đây mọi người ơi. Đây. Đấy mọi người, thấy không? Con kia đuôi tôm khá đẹp này. Con này cái con này mà hôm trước em còn để lại đây này. Con này là con mà 250, em bán 250. Con này đây có một chấm bông ở cổ đây mọi người. Đây con này này. Đấy. Còn con này thì nó bị rụng mất một lao, còn một lao đây mọi người. Con này thì đuôi dài này. Con này đuôi dài lắm. Đây con này. Con này đuôi rất dài mà nó bị rụng mất một lao, còn một lao đây mọi người. Đấy. Đấy, còn con này thì hôm trước em đã bán bắt ra bán đây mọi người. Con này này. Đó cái con mà có chấm bông ở cổ đây mọi người. Con này này có chấm bông ở cổ đây này. Em bán 250 nhá. Con này đuôi 10 đây em ghi đây, đuôi 15,5 này, có chấm bông ở cổ nhá. 250. Đấy con này này, đấy đuôi bản đuôi đẹp chưa mọi người? Đấy. Rất đẹp nhá. Còn cái con kia thì mới về em chưa có đo nó do bị gãy lông đuôi á. Bây giờ em sẽ bắt ra em đo cho mọi người cùng xem cái con này nhá. Xong là báo giá luôn mọi người nhá. Đó. Xong rồi em sẽ quay đến chòe than non nhé mọi người. Đó. Cái con này sao mà nó xè xè, nó chè chè cái thế ta. Đấy. Hình như thấy cái con chim non này nó kêu hay sao mọi người. Rồi để em bắt cái con lửa ra để em đo cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người ơi, em mới bắt được một con nó bị rụng một lao đây rồi. Có hai con. Con này mỏ ngắn mỏ mỏng cho mọi người. Mỏ ngắn mỏ mỏng, con này đầu bi nhé mọi người. Đây. Đây mọi người. Đó, mỏ ngắn mỏ mỏng luôn mà đầu bi nhá. Đó, họng đen này. Đấy. Họng đen. Móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người nhá. Đây móng mỏ tay chân đây mọi người nhìn. Đó, ok nhá. Đó, bám bấu này. Đó. Này, bám bấu này. Đó, ok nhá. Còn bản đuôi của em nó thì bị rụng mất một lao rồi mọi người ơi. Con này đuôi chắc cũng thấy dài dài đấy mà không biết được bao nhiêu đây. Đây để em đo cho mọi người cùng xem nhá. Ai à, con này dữ chim quá mọi người ơi. Con này phải nói là dữ chim. Ủa, chết rồi. Dựng hết lông. Nó nhảy quá. Con này dữ chim đấy. Đây để em đo cho mọi người cùng xem cái con này nhá. Dụng mất một lao mọi người. Đây đo từ đây mọi người nhá. Đó, đo từ đây đo lên này. Rồi con này 17 17,5. Đó.
Đó, 17 năm nhá. Đó, con này dụng mất một lào. Dành cho các bác anh em về nuôi nghe hot nhá. Rồi, con này em sẽ bán cho mọi người luôn cùng giá là 200. Con kia thì 250, con này thì 200 do con này bị dụng mất một lào. Đầu bi mỏ mỏng, họng đen xì luôn mọi người. Họng đen, giữ chim lắm. Đây mọi người, có một bản đuôi thôi, 17 năm, đuôi rất đẹp luôn. Đó, mọi người mua thì liên hệ em nhé. Lấy cả một cặp đấy luôn thì em tiện thể em gửi đi nhé. Chứ một con thì chắc có khi nó cũng không ấy được, không, do nó ít quá. Nó ít quá không bỏ tiền xăng em chạy ra đường mọi người ạ. Đây, con này nhá, con này đuôi 17 năm nhá. Một cái, dụng một lao rồi, còn một lao. Đầu mi mỏ mỏng, con này mỏ ngắn này. Mỏ ngắn, siêng hot lắm này. Đó, con này nhá. Đấy, ok. Đây, em thả vào đây nhé mọi người. Cùng với cái con mà hôm trước em đo rồi nhé mọi người nhé. Con hôm trước là con này này. Đấy, mọi người thấy không? Đó, con hôm trước con... Đấy, con đo đấy. Đấy, con này. Con này thì nó có một cái chấm bông ở gần cổ. Mọi người mua về cứ vạch ra là thấy nhá. Một chấm bông, đuôi 15 năm. Rất đẹp. Đuôi có tôm tôm nhẹ rồi, con này. Đấy, thì con này em để giá 250. Còn con kia thì 200 mọi người nhá. Ok, bây giờ em sẽ quay đến chuyển than mọi người nhé. Rồi, than non với than bổi đây. Đây. À, trước tiên em quay cho mọi người cái con than, con. Cái con than này là than truyền đây mọi người. Than truyền Đắk Nông bắt đầu nó mới ấy rồi. Đó. Đắk Nông bắt đầu có than truyền đầu mùa rồi mọi người nhé. Đây. Than truyền đầu mùa thì nó ra lông báo ở cổ đây rồi mọi người nhé. Đây, lông báo đây mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Lông đây. Đấy, lông báo đen này. Một dấu chấm này nhá. Đó. Ok nhá. Con này là chuẩn trống rồi. Nhưng mà con này thì em đã để cho cái anh ở dưới Sài Gòn rồi. Anh ấy bảo lấy rồi nhá. Cho nên con này thì thôi. Không bán nhá. Đó. Than đầu mùa Đắk Nông luôn. Than truyền luôn. Rất đẹp luôn nhá, to đẹp dài chim. Đó. Dài chim này. Đấy mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. Lông báo của nó đen đen đây. Đấy. Ra lông báo đây rồi nhá. Ok. Còn đây là một em than bổi đây, than già đây. Em than già đây mọi người nhá. Đây em sẽ tạm dừng video để em bắt ra cho mọi người cùng xem nhá. Đây mọi người, than Đắk Nông đúng cẩm đã tay luôn mọi người ơi. Đây, than Đắk Nông nhá. Con này thì cái móng này hơi bị vẹo một tí đây mọi người. Cái móng này này. Đó. Chắc do bị tật rồi mọi người ơi, con này nhá. Đây. Hơi bị vẹo chân một tí này. Đấy. Cái móng sau nhá, móng sau hơi bị vẹo đấy mọi người thấy không? Đó. Đây, mọi người nhìn nhá. Đó, nó hơi bị vẹo sang một tí đây mọi người nhá. Nó không thẳng như ngón này, mọi người thấy không? Đó, còn móng biết là bên này ok nha mọi người. Đó, than Đắk Nông bộ to dài mọi người, rất là đẹp luôn. À, cầm sướng tay, cầm con chim là sướng tay luôn. Than đúng là than Đắk Nông nha mọi người. À, úi, vẻ đẹp chưa? Úi, à, dã man luôn. Rồi, con này em sẽ để giá cho mọi người là 300 nha mọi người nhé. Ai mua con này thì liên hệ em, có còn duy nhất. Có một em duy nhất than. Than bổi to đẹp luôn. À, chìm to thật. Đây, vừa nãy chắc nó nhảy nhiều vào đây nó hơi bị chảy tí máu chỗ này mọi người. Đó. To đẹp thế. Than Đắk Nông nha. Vừa to vừa dài. Có con duy nhất nhá. 300 mọi người nhá. Đấy, khỏe đẹp chưa? Ok mọi người nhá. Rồi. Còn bắt đầu đến là mấy em than non đây mọi người ơi. Đây. Ổ than non mới về đây mọi người nhá. Đây nhá, ổ đây mọi người. Đó, ổ này ba con mới về tiếp này mọi người. Đây, em mới về thêm được này. Một ổ ba con hôm nay mấy anh thợ đi săn được mới... Úi, nó ỉa. Một ổ ba con. Phun lông, ổ này thì phun lông đẹp rồi. Ba con nhá. Đây, lông ống ra rất là đẹp luôn. Đó, ba con đẹp luôn nhá mọi người. Lông lá là phun lông à. Về tầm... vài hôm là mọi người cho lên đứng cầu là được rồi, nó đứng cầu được rồi nha mọi người. Ổ như này thì em vẫn bán giá cho mọi người 300 mọi người nhá. 300 ổ này.
Đó, 300 này. 300 một con chứ không phải 300 một ổ mọi người nhé. Cứ 300 một con là ổ này là 900 mọi người nhé. Đó. Đây nhé mọi người nhé. Đấy. Có một ổ này. Phun lông này. Mọi người lấy ổ này về chăm là vừa đẹp rồi mọi người. Còn em còn ổ này 3 con thì nó đang phơi ra lông măng mọi người ơi. Đấy ổ này 3 con nó đang ra lông măng đây. Đây. Đấy mọi người thấy không? Lông măng này. Đó. Lông măng nhé mọi người nhé. Đấy. Ổ này có 3 con. Đó. Còn ổ này thì có 2 con thôi mọi người. Ổ này có 2 con thôi. Ổ này thì non hơn. Non hơn là ổ 3 con này. Đó. Ổ này thì già hơn rồi. Còn ổ này là non nhất. Đó. Ổ này có 2 con. Còn ổ này thì 5 con thì cái khách kia anh lấy rồi. Anh ở Long Khánh Đồng Nai anh lấy rồi nhé. Thì em sẽ để. Đó. Còn đất này. Đất thì nó còn non lắm mọi người. Còn non lắm thì chắc là em phải nuôi nó lớn lớn thì em mới gửi đi được, chứ còn đất như này là nó hơi non mọi người. Em có 6 con, hôm nay về được 6 con này mọi người. Hôm qua thì bán hết rồi nha mọi người, hôm qua em bán hết rồi. Qua cái anh ở Sài Gòn anh lấy hết mấy con rồi. Đấy, hôm nay em lại về tiếp tục có mấy con nữa thôi. Đó. Đây, cứ cánh trắng như này là trống nha mọi người nhé. Xe đất thì cứ cánh trắng như này là trống à. Đó, mọi người nhìn cái là biết. Còn con mái nó không có cánh trắng mọi người nhé. Đó, trên đất ạ. Đây, ổ này 3 con nữa này. 3 con này. Đó. Rồi, ok mọi người nhé. Chỉ cò hôm nay em chỉ có vậy thôi. Mọi người kết được em nào thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại thì em để trên màn hình rồi. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.